Các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bánh tráng nướng rất là đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị bánh tráng, xúc xích, hành lá sắc nhuyễn và một cái trứng gà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên mình sẽ bắt chảo lên, sau đó mình sẽ cho bánh tráng vào. Mình sẽ để lửa nhỏ thôi nhé các bạn. Bước tiếp theo là mình sẽ cho vào một quả trứng gà. Và cho hành lá vào luôn nhé. Mình sẽ dùng đũa tán đều hành lá và trứng ra nhé. Bây giờ mình sẽ cho xúc xích vào. Mình sẽ để xúc xích đều ra nha. Và mình sẽ cho khô bò xé sợi vào luôn nhé. Cuối cùng là mình sẽ cho vào một ít dầu ăn. Dầu ăn là làm cho món bánh tráng nướng của mình thêm phần béo. Mình sẽ nướng cho đến khi nào bánh tráng vàng đều thì mình sẽ tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh tráng nướng bằng chảo không dính rồi. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nữa nhé. Bye bye.